Chào các bạn. Chuyện làm vậy. Hôm qua là thứ mấy ta? À, là thứ bảy. Thì mình với vợ mình về quê của mình là ở dưới Long An á, để đi bắt cái con này nè. Các bạn biết con này không? Quê của mình á gọi con này là con còng voi. Mà mình tìm trên Google thì thấy gọi là con còng. Cho nên chúng ta sẽ thống nhất với nhau gọi theo tên Google là con còng nha. Tên tiếng Anh của nó là Fiddler Crab. Có thể tạm dịch là con cua vĩ cầm nha các bạn. Vĩ cầm là cái cây đàn vĩ cầm á. Nó cũng là một phần tuổi thơ của mình á. Hồi xưa mà mỗi lần đi ghe ra cái vùng gần biển á, là mình lại nhìn thấy rất là nhiều cái con này. Lúc đó mình cũng rất là muốn nuôi, nhưng mà không biết làm sao để bắt hết. Tại vì lúc đó mình thì nhỏ, mà sông á, thì nó sâu, đâu có dễ gì mà lội xuống bắt đâu. Còn bây giờ thì mình đã có đủ tất cả các điều kiện, nên mình quyết định làm một chuyến để đi bắt còng các bạn ạ. Mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho cái chuyến đi này từ một tuần trước rồi. Mình mang theo rất là nhiều dụng cụ luôn. Nào là chai nước 5 lít, rêu khô, rồi muỗng đào hang, bịch ni lông, vân 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 vân, hầm bà lằng thứ. Rồi mình còn phải xem cái lịch thủy triều nữa. Tại vì mình quyết tâm là mình bắt cho được nó các bạn ạ. Giống như cái lần mà mình đi bắt ốc mượn cồn cạn đó các bạn. Các bạn coi cái video đó chưa? Để bắt được mấy con ốc mượn hồn cạn á, là mình phải lên kế hoạch từ cả năm trước rồi đó. Và mình lên kế hoạch rất là kỹ, từng giờ là mình sẽ làm gì luôn. Chứ đâu có chuyện tự nhiên đi ra biển rồi bắt được mấy con đó liền. Không có dễ ăn đâu nha các bạn. Cái chỗ mà mình bắt còng á, mang tiếng là nó ở dưới quê của mình. Nhưng mà thật ra nó không có gần nhà ba mẹ mình đâu. Mình phải đi thêm khoảng 10 km nữa về phía biển á, thì mới tới được chỗ bắt cái con này. Khi mà tới nơi á, là 10 giờ sáng. Sau một hồi chạy xe lòng vòng á, thì mình quyết định chạy sâu vào một con đường nhỏ. Cuối đường có mấy cái đầm tôm và rất là nhiều dừa nước. Đi tới những cái rặng dừa nước là mình thấy một con kênh nhỏ quắn quéo như một con giun vậy đó các bạn. Lỗ hang ở bên bờ kênh rất là nhiều. Nhưng mà mình nhìn mỗi mắt thì chỉ thấy vài con cá thôi lội, chứ không hề thấy bóng dáng của một con còng nào hết trơn. Mình thắc mắc ở trong đầu là quái lạ, sao lại không thấy con còng nào hết trơn vậy ta. Thì bỗng dưng mình đưa mắt vào gần cái bụi cây bên bờ á, thì ôi là trời đất ơi, mình đã thấy tụi nó rồi các bạn. Một bầy luôn, màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Có màu đỏ nè, màu cam nè, rồi màu xanh dạ quang nữa. Nhưng mà tụi nó nhỏ xíu à, bé cỡ cái hạt đậu phộng thôi. Mình đứng đó mình suy nghĩ một lúc lâu là làm sao để mà xuống được chỗ này vậy. Mặc dù là mình đã chuẩn bị sẵn quần áo để lội bụng rồi đó, nhưng mà cái chỗ đó nó rất là dốc, và mình cảm giác là nó rất là lúng, nên mình không có dám xuống. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một cái anh kia mặc một cái quần tà lõn với một cái áo sơ mi trắng tiến tới hỏi hai vợ chồng mình: hai đứa tìm gì đây à? Thì mình mới đưa cái hình của mấy cái con còng mà mình đã chụp trong điện thoại cho anh đó anh coi. Xong mình mới dẫn anh đó tới cái chỗ mà mình nhìn thấy mấy con còng á. Thì anh nói là mấy cái con nó có chút xíu mà bắt cái gì. Với lại cái chỗ đó em mà xuống là nó lún tới bụng luôn đó. Xong cái anh mới chỉ qua cái bụi cây gần đó, thì mình thấy một con to đùng luôn, chà bá luôn các bạn. Mình mới la lên: đúng rồi anh ơi. Thế là anh đã phóng xuống bắt một lúc được hai con luôn, chỉ trong vòng có 30 giây thôi các bạn. Một con là còng lửa và một con là còng voi. Còng voi là cái con mà mình đang muốn bắt á. Cái con còng lửa thì mình kêu anh thả đi, tại vì mình không cần. Xong á, anh đưa cho mình con còng voi. Mà lúc đó cái con còng nó bị bịt ở trong sình á,
nên mình đâu có biết cái cạn nằm đâu đâu. Mình mừng quá, mình chụp đại các bạn. Thế là nó kẹp mình một phát, dính luôn cái cạn vào ngay ngón tay giữa. Để các bạn coi, nó để lại 4 cái dấu trên tay mình luôn nè. Kẹp xong nó bỏ cái cạn luôn nha các bạn. Cái cạn tự rụng ra luôn, mình không có bẻ mà nó tự rụng luôn. Rồi xong ảnh mới bẻ cái càng ra giùm mình, tại vì nó kẹp cứng ngắc luôn. Đây, cái con này nè, cái con này là cái con kẹp mình nè. Bây giờ nó mất hết một bên càng rồi nha các bạn. Hồi nhỏ mình cũng hay đi bắt cua lắm các bạn, nhưng mà chỗ mình á chủ yếu là cua đồng thôi, mà mấy con cua đó thì nó kẹp nhẹ lắm, thỉnh thoảng nó chảy chút máu thôi chứ không gì đó. Nhưng mà cái con còng này nó khác, tại vì mình thấy nó nhỏ mà cái càng nó to như vậy á, thì mình nghĩ là chắc là cái càng là chỉ để hù người ta thôi. Ai ngờ, ủa, nó kẹp mình một cái là từ 11 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm nó còn nhức luôn các bạn. Vừa đau mà vừa nhức nữa nha. Ảnh bắt cho mình được mười mấy con, xong mình cũng có nhã ý là gửi ảnh chút tiền uống cà phê để mà cảm ơn, tại vì mình thật sự là mình rất là cảm ơn ảnh. Nhưng mà ảnh không có nhận, thì thôi, mình chỉ cảm ơn thôi. Nói chung hôm qua mình thấy là mình rất là hên, tại vì mình không cần bước chân lội xuống bùn mà cũng có người bắt cho mình mấy con còng. Còn xui á là bị nó kẹp một cái tốn quá trời luôn các bạn ạ. Sau khi về nhà suy nghĩ lại á, thì những cái con còng mà anh kia anh bắt cho mình á, nó đúng cái loại mà mình đang muốn bắt á, nhưng mà màu sắc nó không có sặc sỡ như những con mà mình nhìn thấy gần cái bụi cây. Cái con này á, mình nghĩ là nó dễ nuôi hơn cái con chả tràng sẻ cát rất là nhiều đó các bạn. Tại vì từ lúc bắt tụi nó về nhà mình á, là thỉnh thoảng mình thấy tụi nó gắp gắp cái gì trên cát á, rồi cho vô miệng. Chắc là tụi nó đang nhặt đồ ăn đó các bạn. Chịu ăn là thấy có hy vọng rồi đó. Với lại ở trên YouTube mình thấy có vài người Việt với lại người nước ngoài nuôi con này rồi. Nhưng mà có điều á, là người ta thường tải có vài cái video cái rồi là người ta không có tải nhiều. Có khi nào cái bọn này nó mau chết không ta? Thì sẵn tiện mình cũng cập nhật cái bài giả tràng xe cát của mình cho các bạn nghe luôn nha. Thì sau khi mà về nhà mình 15 ngày á, là không còn con giả tràng nào sống hết nha các bạn. Mình thấy là giả tràng nó khó nuôi lắm á. Ở nước ngoài thì cũng không có ai nuôi cái con này hết trơn á. Nhìn hai cái hồ của mình á, chắc là sẽ có người thắc mắc. Ủa sao mình lại lót nền bằng cát, trong khi ở ngoài sông nó lại sống ở trong bụng? Thì tại vì á, mình thấy người nước ngoài á, có người nuôi nó trong cát rồi, cho nên mình muốn thử xem sao. Chứ mà nuôi trong bụng á hả, nó bốc cái mùi chịu không nổi luôn các bạn. Với lại khi vệ sinh á, là phải thay bùn mới luôn, chứ đâu có xài lại được. Rồi cái lúc vệ sinh hồ thì tay sẽ dính đầy bùn đen rất là ghê. Mình được người ta bắt giùm cho 12 con, nhưng mà khi về tới nhà thì có một con tự nhiên rụng hết 6 chân luôn các bạn. Mình không nghĩ là nó bị tấn công đâu, mà mình nghĩ là nó bị stress hay gì mà nó rụng hết ráo 6 chân luôn. Nên là nó còn có 2 cái chân với 2 cái càng thôi. Rồi xong mình xử lý nó luôn rồi. 11 con còn lại thì khỏe mạnh, nó chỉ bị rụng vài cái chân thôi lúc mà người ta bắt á. Trong số 11 con còn lại nữa thì có 2 con nó đang ôm trứng nha các bạn. Sau 24 giờ nuôi thử thì mình thấy là tụi này có đào hang trong cát, nhưng mà nó có chui ra chui vào, chứ không phải là ở lì luôn trong hang. Thêm nữa là cái móng chân của tụi này các bạn, nó có cái gì á, lâu lâu tụi nó cào chân lên vách hồ là mình nghe tiếng có két, mà nghe rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà nghe cũng dễ chịu, chứ cũng không đến nỗi nào. Để mình nuôi thử vài bữa nữa, coi là nuôi bộ này nó có gặp cái khó khăn gì không ha. Rồi có gì mình sẽ làm cái video cập nhật cho các bạn biết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha.